Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vietnam Lab. Nếu như các bạn có theo dõi thì cách đây vài ngày mình đã làm một video trải nghiệm game PUBG và Liên Quân trên chiếc LG G7 ThinQ này. Mặc dù sử dụng con chip Snap 845 rất là mạnh mẽ, nhưng mà trong quá trình chơi game thì chiếc máy này lại rất thường bị lag, giật đơ, rất là khó chịu, thậm chí là FPS còn bị drop liên tục. Vậy nên trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 bí kíp để tối ưu chiếc LG của các bạn, để chiếc LG trở nên mạnh mẽ và ổn định hơn khi chiến game. Mặc dù các bạn đang xài là LG G7, G8 hay là G6, thậm chí là V20, 30, 40, 50 gì đó thì đều có thể áp dụng được. Và 5 bí kíp này là gì? Hãy vào ngay video đây nha. Let's go. Bí kíp đầu tiên rất đơn giản mà ai cũng quên, đó chính là trước khi chiến game các bạn hãy xóa toàn bộ các ứng dụng đang chạy ngầm bằng cách mở cửa sổ đa nhiệm, chọn xóa tất cả, thế là xong. Đối với các dòng máy đời cao như là LG G7, G8 hay là V50 sử dụng RAM 6GB cũng cần phải làm điều này, chứ không riêng gì những dòng máy đời thấp sử dụng RAM 4GB. Bởi vì khi bộ nhớ RAM quá tải hoặc là sắp quá tải thì máy sẽ bị đơ, thậm chí là văng ứng dụng ra ngoài. Bí kíp thứ hai là cài đặt thêm màn hình về mặc định. Trong CH Play có rất nhiều tem tùy chỉnh rất đẹp, chúng ta có thể tải về và tha hồ vọc vạch nhiều tính năng. Nhưng những cái thêm này nó cũng sẽ chiếm bộ nhớ RAM, đặc biệt là rất hao pin và làm máy bị chậm lại. Tốt nhất là các bạn nên chỉnh về giao diện mặc định của LG, tiết kiệm được chừng nào thì hay chừng ấy, nhưng cũng mang lại nhiều hiệu quả không hề nhỏ chút nào đâu. Bí kíp thứ ba là giảm độ phân giải và giảm mật độ điểm ảnh PPI. Theo như nghiên cứu thì độ phân giải HD ở mức 250 PPI đã đủ để mắt thường nhìn thấy các chi tiết hình ảnh được sắc nét rồi. Cho nên các bạn sử dụng máy có cấu hình thấp thì chúng ta không nên bật Full HD làm gì, hoặc là 2K hay là 400 PPI cho nó phí mà lại ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cài đặt, kéo xuống chọn hệ thống, chọn giới thiệu về điện thoại, chọn thông tin phần mềm, nhấn vào tạo số 7 lần để kích hoạt tùy chỉnh ứng dụng cho nhà phát triển. Sau đó quay lại nhấp vào tùy chỉnh ứng dụng cho nhà phát triển mà ta vừa triệu hồi xong, kéo xuống nhấn vào đây, chỉnh nó về mức 300 PPI là xong. Các bạn sử dụng dòng máy thấp hơn nữa thì vào phần hiển thị trong cài đặt, chỉnh độ phân giải màn hình xuống mức HD để đạt hiệu quả cao hơn. Còn máy đã sử dụng con chip 845 hoặc là 855 thì cứ giữ nguyên Full HD cũng được. Tuy nhiên là hạn chế không bật lên 2K cộng. Bí kíp thứ tư chính là vô hiệu hóa ứng dụng Game Tuner. Game Tuner là ứng dụng được sản xuất ra với mục đích là ép xung để gia tăng hiệu năng của chip, nhưng mà LG lại làm theo hướng ngược lại là bóp xung để cho máy hoạt động ổn định và bền bỉ hơn. Nên nếu như các bạn muốn máy chạy đúng với công suất của con chip thì chúng ta cần phải vô hiệu hóa cái ứng dụng này. Trước đây chúng ta sẽ phải gỡ hẳn Game Tuner ra bằng cách là kết nối với laptop hoặc là PC rất là lằng nhằng, thì bây giờ mình đã tìm ra một cách rất nhanh chóng, chưa mất một phút. Các bạn vào đường link ở bên dưới để tải về ứng dụng Pocket Disable. Đây là ứng dụng để vô hiệu hóa các ứng dụng mặc định. Sau khi tải về, bật nó lên, làm theo các bước. Xong xuôi thì vào mục tìm kiếm, gõ Gaming. Các bạn sẽ nhìn thấy một ứng dụng có cái đuôi là Tuner ở phía sau. Tích vô cái ô trống bên cạnh. Vậy là xong, thoát ra ngoài, và nếu như mà bạn muốn chắc ăn hơn nữa thì các bạn có thể khởi động lại máy cũng được. Ứng dụng này có ưu điểm là nó chỉ vô hiệu hóa chứ không xóa hoàn toàn như là những clip hướng dẫn xóa Game Tuner trên mạng trước đó. Nếu sau này vì lý do nào đó mà các bạn muốn cài đặt trở lại thì sẽ rất khó. Còn bây giờ chúng ta vô hiệu hóa nó đi, thì sau khi muốn mở lại chỉ việc làm ngược lại các thao tác này là xong. Bí kíp thứ 5 là một skill tổ hợp. Trước tiên khi vào game rồi thì tùy chỉnh đồ họa nhẹ tay thôi, chứ máy đã yếu mà chỉnh đồ họa máy setting thì có 100 cái bí kíp cũng cứu không nổi. Tiếp theo thì giảm độ sáng màn hình xuống, chọn nơi có nhiệt độ mát mẻ mà chiến game hoặc là phòng máy lạnh thì càng tốt. Với skill tổ hợp này thì chúng ta có thể giảm được tối đa tình trạng nóng máy. Bởi vì khi nóng máy thì hệ thống sẽ tự động bóp xung chứ không riêng gì mỗi Game Tuner. Lúc này máy sẽ bị tụt FPS và bắt đầu bị giật lag. Thêm một điều nữa là nếu vừa chơi vừa sạc thì các bạn nên lựa chọn một cục sạc zin theo máy hoặc là sạc xịn. Đừng xài loại phát nha, vì xài sạc phát thì nguồn điện đi vào không ổn định cũng khiến gián tiếp gây ra tụt FPS.
Đó đều là những cách mà mình đã làm và mang lại sự thay đổi rất rõ rệt. Nếu như các bạn bị vướng chỗ nào thì hãy để lại comment ngay bên dưới nha. Và trong số tiếp theo, tụi mình sẽ làm một video chiến game trên chiếc LG sau khi đã tối ưu và vô hiệu hóa game tuner. Các bạn nhớ đón xem nha. Và đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!